Bắt đầu. To lên, to lên. Thầy không nghe thấy Bách đọc cái gì luôn. Cả Uyên nữa. To lên nữa Uyên. Uyên đọc to lên con. Đấy, xem bạn nào mới từ và tí báo thầy. Rồi hai bạn này đọc thế này thì ai nghe thấy con nói cái gì? À, Uyên với lại Bách. Thôi dừng lại, dừng lại. Dừng lại nghe thầy nói, không đọc nữa. Nào nhìn thầy nào. Thứ nhất là vừa rồi thầy tước đai vàng của Bách. Nhưng mà hôm nay bạn Bách tiếp tục không thuộc bài nữa. Bây giờ là thầy chính thức bó tay, không biết làm nào được chưa? Vừa rồi là ba bạn Uyên, Trà và Bách trong thời gian vừa rồi là xuống phong độ rất nhiều. Trong đấy thì thầy cố gắng thầy kéo ba bạn này lên thì có bạn Uyên với bạn Trà thì đỡ hơn một chút. Trà hôm nay không đi học nhưng mà Trà đọc tốt hơn rồi. Thuộc bài hơn. Uyên thì không bằng Trà. Và hôm nay thể hiện bằng cái việc là Uyên đọc bé lắm. Uyên không thuộc lắm cho nên là không dám đọc to. Còn Bách thì không thuộc gì cho nên là không ai nghe thấy Bách đọc gì luôn. Đấy nhá, thầy quay cái này là thầy gửi về cho bố mẹ xem nhá. Nhá. Thầy đã làm tất cả mọi cách rồi đấy, còn tất cả phụ thuộc vào các con thôi. Chưa?